Này, nói đi. Chào cô chú. Con chào. Chào. Ông bà. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú khỏe không? Khỏe không rồi. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Khỏe không? Dạ khỏe rồi. Khỏe rồi. Trời ơi. Trời hôm qua bên ngoài có chiếc rơi nhẹ nè cô chú. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống ở Mỹ. Hôm nay là Chủ nhật, em dẫn cả nhà đi tới một thành phố Evan. Ở đây có tiệm Starbucks Coffee, rất là ngon và cũng rất là nổi tiếng ở khu vực này. Ở đây còn có nhiều cái nhà hàng rất ngon nữa và nhiều cái chợ chuyên sale về và rau củ quả hữu cơ. Hôm nay em dẫn cả nhà đến một khu chợ gọi là Whole Foods. Cũng con tới giờ ngủ trưa, lên trên xe nằm ngủ một giấc luôn. Giờ em tới nơi rồi, cũng con dậy cái mặt quẹo đeo luôn kìa cả nhà. Bây giờ cả nhà theo em với cúng con đi vào trong chợ Whole Foods nha. Chợ này nằm ở thành phố Evan. Khu này rất là khá giả, dành cho những người có tiền. Chợ này là chuyên bán về những thực phẩm hữu cơ và giá cả ở đây thì đắt hơn những chợ khác. Đi vào trong chợ này, ở đây là khu Mỹ Trắng, cho nên cả nhà sẽ thấy những người khách hàng đi mua toàn là Mỹ Trắng không ạ. Ở trong đây rau củ quả em thấy là số 1 luôn, rất là tươi và tốt. Khung cảnh trong chợ thì rất là náo nhiệt, người ta cũng đi chợ rất là nhiều do hôm nay là ngày Chủ nhật đó cả nhà. Ở bên em á, Chủ nhật là chợ búa rất là đông. Ở đây còn có bơ cháy, em thấy bán rất là ngon. Hai quả thì 5 đồng. Còn có atiso, cái bông này mua về làm nước uống mát lắm đó cả nhà. Quýt nữa cả nhà ơi, trái quýt thiệt là to và bự luôn. Ở đây em còn có thấy bán thanh long, trái chanh dây. Cả nhà ai cũng biết trái chanh dây đúng không? Thanh long vàng, thanh long đỏ, thanh long vàng ăn rất là ngọt luôn đó nha cả nhà. Còn đây là xoài mễ nè cả nhà ơi. Ngày hôm qua em dẫn cả nhà đi chợ mễ đó, hôm nay em dẫn cả nhà đi chợ mễ. Bông cải, rau củ cần rất là ngon luôn, em thấy rất là tươi nha. Biết rau này là rau gì không? Em qua Mỹ 20 năm rồi nhưng em chưa từng mua loại rau này về ăn luôn đó. Còn đây là giống như trái quýt đó cả nhà. Organic đó cả nhà, là phân hữu cơ đó, người ta dùng phân hữu cơ. Còn đây là dâu. Dâu mà trái màu không có đỏ ha. Hình như là loại dâu này nhìn như vậy nhưng ăn rất là ngọt cả nhà. Gà chó con đòi mua một hộp. À, cái này là dâu đỏ nữa nè cả nhà ơi. Cái này ăn thì hơi bị chua. Hôm nay chỗ này có bán bưởi rất là ngon. Em thấy bưởi thì lại nhớ dưới quê. Thôi mua một trái bưởi để ăn. Bưởi nó bán 2 đồng một bao đó cả nhà. Cúng con á, muốn ăn chuối hôm nay, đi tới quầy chuối là kêu mẹ mẹ ơi mua chuối. Em mua một chùm chuối cho cúng con.
Hôm nay em đổi tên cúng con rồi, không còn chó con nữa nha cả nhà. Cúng con lúc nào cũng lẻo đẻo theo em. Đi học thì thôi, còn ở nhà là quấn quýt theo em à. Trưa không có ở nhà ngủ, đòi đi theo em để đi ra ngoài chơi. Rồi em dẫn đi chợ luôn nè. Em thấy quýt ở đây bán rất là tươi và ngon luôn, mà vô cái một cái bị nhìn rất là sang nha. Do cái chợ này là nằm ở khu sang cả nhà, cho nên những thứ trong chợ này người ta đều làm nhìn rất là chỉnh chu. Không biết chó con đang đòi cái gì. Em quay qua thì thấy chó con đang đòi cái gì ở bên kia. Chó con đòi cái này nè cô chú. Vô chợ này cái gì cũng đắt hết á. Em chỉ mua trái bưởi với quả chuối thôi. Hai mẹ con em ngồi ở đây ăn luôn. Ở trong cái chợ này được cái đó cả nhà, là có cái chỗ ngồi ăn, có chỗ bán cà phê, có chỗ bán pizza với thức ăn luôn. Mình đi chợ xong á, mình mua đồ ăn xong ra đây, có một dãy ghế để cho mình ngồi ăn nữa. Em đang ăn trái bưởi với chó nè, đang ngồi thư giãn ở đây rồi ăn bưởi, chó con thì ăn chuối. Bên cạnh em có một người khách Mỹ trắng đang ngồi ăn bánh với uống cà phê. Em thấy người ta muốn... My name is Thảo. Thảo, T-H-A-O. I'm Jane. Jane. Nice to meet you, Jane. Thank you. Bye bye, Jane. Em mới nói chuyện với bà Mỹ trắng. Bà rất là dễ thương luôn. Bà đến đây uống cà phê và ăn bánh ngọt. Rồi bà đi chợ rồi. Giờ em ăn bưởi xong á, em dẫn cả nhà đi thăm cái phố cổ. Phố khu phố này có hơn 150 năm rồi đó cả nhà. Nhìn rất là cổ kính và đơn sơ. Nó nằm đằng sau cái khu chợ này nè cả nhà. Còn đây là rau salad cho người muốn ăn kiêng đó cả nhà. Đi vô trong chợ này, đi chợ xong rồi còn có đồ ăn để mua ăn liền luôn nữa. Chó con thấy banh đó rồi muốn qua mua trái banh. Em không có cho mua. Nhà thì có nhiều đồ chơi lắm rồi mà đi đâu thì cũng đòi mua đồ hết á. Em đang đứng ở đằng sau cái khu nhà chung cư. Em thấy rất là cổ kính luôn đó cả nhà. Bây giờ em quay qua cho cả nhà xem nha. Đây là khu phố và có nhà chung cư nữa đó. Ở đây còn có mấy cái cây hoa anh đào. Mùa xuân tới rồi nè cả nhà. Những cây hoa anh đào này nó sẽ ra bông rất là đẹp luôn á. Xung quanh cái khu này em thấy rất là cổ kính nha. Và còn hơi cũ cũ nữa đó cả nhà. Em thấy những cái căn chung cư ở đây á, người ta làm cái gạch này rất là xa xưa rồi đó nha. Những cái mảng gạch nó rất là to. Và trên mái thì người ta còn lợp bằng mái tôn đó cả nhà. Ở đây em thấy có vài cái tiệm như salon tóc nè, rồi tiệm bán bảo hiểm nè. Đây là một dãy chung cư nha, em thấy nhìn rất là hồi thời xa xưa luôn đó cả nhà. Ở đây em còn nghe được tiếng chim hót ríu rít luôn nữa. Do khu phố này nằm trong một cái khoảnh đất nhìn rất là tuyệt vời luôn đó nha. Xung quanh nó có nhiều cây cối lắm cả nhà. Những dãy nhà chung cư ở đây á, em thấy rất là nhìn rất là cổ điển. Có nhiều dãy chung cư nhà khác nhau á, nhưng làm cùng một kiểu hết trơn luôn đó cả nhà. Chỗ này là thành phố Avon, tiểu bang Connecticut đó nha mọi người. Video của em tới đây là kết thúc.
Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video kế tiếp. Em chúc cả nhà xem video thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở video kế tiếp.